Hương Thơ xin trở lại với phần 2 của chương trình Chuyện Ta Nơi Xứ Người của Sài Gòn TV. Và hôm nay quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ, một cuộc nói chuyện rất là đặc biệt với thầy Hằng Trường tại Trung tâm Từ Bi Phụng Sự ở thành phố Anaheim. Và thưa quý vị, một đề tài mà rất là bao la, đó là nói về nghiệp và số mệnh. Hôm nay Hương Thơ xin thầy Hằng Trường sẽ tập trung vào những tác động của nghiệp lên số phận của con người. Thưa thầy, Hương Thơ thường nghe nói là ai cũng đổ, như là phần đầu thầy có nói, người ta hay đổ thừa là tại tôi tạo nghiệp xấu nên tôi sinh ra nghèo đói hay xấu xí hay là thất bại, còn có nghiệp tốt như vậy. Thì nghiệp và số mệnh nó có khác nhau, nó hay là tác động với nhau không thưa thầy? Cái số mạng nó có tính cách là nó written in stone, tức là nó không thay đổi được, nó cứng đi. Còn cái chữ nghiệp mình bị hiểu lầm, mình nghĩ rằng là cái nghiệp là cái gì là xấu, nghĩa Mỹ hoặc là karma, you have karma, nghĩa là mình có cái chuyện xấu rồi, nó không thay đổi được. Cho nên cái đó mình cần thay đổi trong cái quan niệm mới của bây giờ đó. Thì thưa các bạn anh chị mà đang lắng nghe đó, thì là thật sự là thêm một nói tới một cái suy nghĩ đó rất là quan trọng mà nó phát xuất từ Kinh Hoa Nghiêm. Tức là tất cả mọi chuyện nó đều biến đổi, nó trùng duyên khởi, tức là cái này nó hiện lên thì nó ảnh hưởng tới cái trước, nó ảnh hưởng tới cái sau, nó làm cho mình không thể nào đó mà mình mà nó là cái moving target, nó lúc nào nó cũng biến đổi không ngừng cả. Cho nên mình không nhìn tất cả mọi sự là một cái sự mà chặt cứng. Nếu mình theo cái khoa học hồi xưa đó, chỉ biết đó là cái tư tưởng mà trái đất nó đứng chỗ đó, nó lâu lắm, nó cả ngàn năm trước khi mà có những cái sự suy nghĩ của ông Galileo, của ông của những cái người mà sau này cho thấy rằng là trái đất mình là chuyển động, nó tròn. Thì chuyển động là cả một sự thay đổi. Nhưng mà Phật giáo của mình á không có upgrade, nghĩa là không có upgrade, nâng cấp để mà mình nghĩ rằng là có những cái sự suy nghĩ mới để mình nhìn vấn đề cũ, suy nghĩ mới. Nhiều khi những cái vị mà trong trường đại học đó, họ đã tìm ra, họ nhìn cái vấn đề mới ra nhưng mà nó không được phổ biến vào trong nhân gian. Mình vẫn tiếp tục dùng những cái quan niệm cũ. Nhưng mà những cái người mà nghiên cứu Phật học mà trong trường đại học đó, họ đã thấy rằng đó là có cái sự tương quan và thấy rõ rằng là cái Phật giáo của cái thời đại bây giờ gọi là Integral Buddhism. Integral Buddhism nghĩa là Phật giáo tổng hợp, là cái Phật giáo đó nó không còn nghĩ rằng là cái nghiệp đó là nó đứng yên chỗ, mà cái nghiệp đó là hệ mỗi lần mình làm đó là giống như cái làn sóng nó bắt đầu nó thay đổi. Nhưng mà nó hay hơn chỗ đó chị. Hồi nãy mình nói về cái từ trường đó, là mình nói về cái sức đó mà nó thay đổi. Vì cái từ trường sức mà thay đổi thì có những cái sức mạnh mình không thay đổi được, như cái trọng lực thì mình không thay đổi cái trọng lực được, nhưng mà mình có thể vượt ra khỏi cái trọng lực bằng cái hỏa tiện. Thì cũng vậy, có những cái nghiệp, cái chuyện mình thầy nói là chuyện mà mình giết người đó thì mình không thể thoát khỏi cái vòng gọi là cái pháp luật. Nhưng mà nếu mà mình có thể đi ra là mình xin phép để mình hỏi tội nó vâng, thì đáng lẽ là mình bị nghĩa là tự hình capital punishment ấy, thì bây giờ đó mình có thể giảm lại thành chung thân có thể được giảm lại nghĩa là nó có nhiều cái dạng khác nhau lắm. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái suy nghĩ rất quan trọng của Phật giáo, là everything là nó changing, tất cả mọi chuyện đều thay đổi và mình ảnh hưởng sự thay đổi đó tùy theo cái tâm lượng của mình. Vậy là nghiệp là bất định, nó không có định một chỗ. Nó cũng phải là bất định, nó cũng phải là cố định. Nhưng mà phải nói là có những cái nghiệp là mình không thể thay đổi được. Thí dụ, có nhiều bạn tới với thầy nói, thầy, là bây giờ con xin thầy của chủ để con chữa lành cái bệnh của thầy, của con. Thì thầy hỏi, bạn bệnh giai đoạn mấy, giai đoạn 4 rồi, ung thư nó vào trong xương, nó vào trong não, vào cả mọi chuyện rồi đó. Thì nhiều khi đó, mình khó mà thay đổi được. Cho nên lúc đó đó, thì mình dùng cái chữ là định nghiệp. Tại vì nó không thay đổi được, là nó đón rồi. Từ nó đã phá hư hết tất cả cái ấy rồi, có một bác thì là cái não nó phá hư rồi, thì bây giờ mình làm sao mình cầu nguyện được. Nhưng mà có người họ tới với thầy nói, thưa thầy con bình, xin thầy cho con của chủ một phương pháp thiền. Thì thầy hỏi bác cái đoàn mệnh, nó không, con mới bắt đầu thôi. Thì lúc đó thầy nói, ok, được rồi, bây giờ cái bác tu như thế này. Thành ra là họ tổng hợp, họ ăn uống, họ thay đổi cái lối sống, họ không lái xe nữa, họ đi bộ ngoài biển, họ đi chơi những cái chỗ mà thiên nhiên, rồi họ tập luyện, thân thể họ mạnh khỏe. Thì cái đó đó, họ nói là như vậy là con có cái bất đồng nghiệp hay là bất định nghiệp. Nhưng mà thầy nói cũng phải như vậy, cũng phải bất định cái đó. Bởi vì có những cái lúc, cái giai đoạn mà mình có thể sửa đổi được, có những giai đoạn mình không thể sửa đổi được. Vâng. Bây giờ về cái vấn đề mà cái mà
hệ luận của nó đó là nếu mà mình hiểu như vậy thì mình nên làm những cái chuyện gì để mình biết đó là mình có thể thay đổi được. Tại vì con người của mình, các bạn biết không, là mình rất dễ đi vào trong cái chuyện mình gọi là entrenchment, tức là mình cố định chính mình. Thí dụ, cái đó là vì lý do đó mình có cái phong thủy. Thí dụ, như mà bạc đó, bạc lên online đó, bạc quay thử quay, bạc lấy cái iPhone này bạc lên online, thì bạc chỉ cần quay một cái mạng nào đó, bạc ngày nào bạc lên là 6 lần đó, tức là 6 ngày liên tục lên chỗ đó, thì ngày thứ 7 chắc chắn là bạc automatically là bạc lên. Sau khi 6 lần rồi là mình set cái máy mình bắt đầu mình làm luôn. Sau khi mà người ta gửi cái quảng cáo mình á, cho mình tin người đó, mình đọc cái bài quảng cáo đó 6 lần rồi, thế nào mình mua cái bài cái đồ à, nó bị dễ dụ lắm. Tại vì mình tin vào trong đó rồi. Hồi xưa ông Khổng Tử ông nói là cái chuyện gì mình nói lão mà nói 3 lần nữa thì người ta tin thiệt. Đó là chuyện mà ông Tăng Sâm đó, ông này giật người, ông này giật người, họ ba mẹ ba ngày 3 lần nó nhập tâm. Cho nên cái vấn đề chính là cái vấn đề nhiều khi đó, mình bắt đầu mình đem vô cái nhân để mà tạo nghiệp rồi mình kẹt trong đó. Cho nên là cái phần mà của cái mental construct, cái cách mà mình tạo nghiệp đó là nó kinh khủng vô cùng. Mà trong đời bây giờ là cái media này là nó kinh khủng, cái media nó làm cho mình đó, tin tưởng cực kỳ vào những cái điều nó nói. Và bây giờ nhiều anh chị qua trong cái thời bây giờ thì bạn chỉ thấy là người ta đang khám phá trong Facebook bao nhiêu cái chuyện mà cái tin vịt nó vặn lên, rồi tại sao mà trong ứng cử thì họ dùng cái media để mà họ captivate ảnh hưởng cái sự suy nghĩ đó. Thế nên cái đó là cái mà mình gọi là ảnh hưởng cái tư trường. Thầy, Hương Thớ thắc mắc về như vậy là về khoa bói toán tử vi và số mệnh theo tướng số và tử vi số đó thì nó không có đúng hả thầy? Ồ, nó đúng lắm, đúng như thế này. Tại vì cái xác suất con người của mình á mà thay đổi đó thì rất ít. Tức là có những người bình thường average đó là những người không thể nào mà thay đổi. Thí dụ, chị về chị nói về má chị. Chị nói má chị, bây giờ má ấy má, mỗi ngày con thể má nấu cơm xong rồi má ngồi má ăn má ngủ rồi má qua tivi. Bây giờ con muộn má đó, thôi bây giờ má ăn xong rồi má đi ra đi bộ 1 giờ đồng hồ nó mai square park đi. Thì má chị sẽ không bao giờ làm. Thay đổi cái thói quen đó nó khó lắm. Nhưng mà chị nói má ấy má, bây giờ má trưa má ngủ 1 giờ rồi, bây giờ má ngủ thêm nửa giờ đi. Thì má làm được dễ hơn. Nói cách khác đó, là cái tử vi đấy là hay là cái bói toán đó là nó biết rằng là có những cái đặc tính đó, mà con người mình mà khi mình dính vào rồi là mình khó thay đổi. Cho nên những cái ngôi sao trong cái tử vi là nói lên những cái tánh tình đó, mà mình gần như là mình fixe nó, mình giữ nó, mình khó mà thay đổi. Thí dụ ngôi sao cừ môn là cừ là lợn, cái môn là cửa. Cái cửa lớn là cái miệng rộng, thì nó nói tới cái đặc tính là con người mình á, sẽ thích nói chuyện nhiều, sẽ thích mở miệng ra, vì cái cửa lớn mà đóng đâu có được, cửa lớn phải mở ra, tức là mình phải mở miệng mình nói nhiều. Thì tẻ ra cái tánh mà ưa nói nhiều là một cái tánh tính. Thì cái người mà có cừ môn thì chắc chắn là cái người đó có cái tánh người chắc chắn là phải nói nhiều. Thế nên là cái đó là những cái mà rất là độc đáo của người xưa, là họ tìm được cái pattern là có những cái đặc tính gì mà mình không thể nào mình chạy trốn được, cũng như là cái mặt đất nó có cái trọng lực mình không thể trốn được. Thì người xưa đó thì họ figure out được là những cái điểm của cái trọng lực đó trong cuộc đời của mình là cái tánh này. Thí dụ như thiên tướng, thí dụ tự vi này, thiên phụ, tự phụ vũ tướng, thiên vũ vũ khúc thiên tướng, họ biết là nếu mà có cái bộ sao đó, có những cái chuyện đó đặc biệt như vậy thì chắc chắn là có những cái điểm mình gọi là cái trọng lực nó không thể thay đổi con người đó. Chắc bà Clinton không có đủ sao để làm tổng thống không đấy. À, nhưng mà cái đó là họ chỉ nói cái chuyện là nhân thôi. Yeah. Họ chưa nói tới cái duyên. Cái duyên là một cái làn sóng tsunami nó đập tan ra, nó làm cho một cái chuyện nó thay đổi tới mà mình không thể nào ngờ được. Thì cái duyên là một cái đề tài mà kinh khủng của cái nghiệp. Tức là cái nghiệp là cái tư trường, nhưng mà nó có những cái duyên. Bây giờ thầy nói các bạn nghe, trên mặt đất đó, trên trời đó, trên cái mặt trời đó, nó có mình gọi là cái storm. Cái storm tức là cái bão của cái ánh sáng mặt trời đó, là nếu các bạn nhìn vào cái lửa cái mặt trời đó, tự nhiên nó bùng lên, nó bùng phát lên. Mà cái storm đó đó,
cái chiều cao của nó là nó bằng 3 lần cái đường kính của trái đất. Thì chị tưởng tượng quá. Thì khi mà nó nổi lên như vậy đó, thì cái làn sóng nó lan tỏa ở trong cái thái dương hệ của mình, nó tạo ra những cái chuyện mà biến động. Nhưng mà lúc nào mà nó xảy ra và nó xảy ra ở nơi nào thì mình không thể nào mà đoán được. Vâng. Cái đó gọi là cái duyên. Cái đó nó không nằm ở trong cái chuyện là mình nói là ồ, cái nghiệp. Tại vì cái, mình phải ra khỏi cái suy nghĩ đó là cái nghiệp là một cái gì mà định cái box. Mà mình phải nghĩ là cái nghiệp nó giống như cái lửa đó, nó bùng lên, nó vung lên. Mà bắt quay cái lửa nó có thể cháy bên này bên kia không? Không nhất định. Mình biết là cái lửa nó bùng lên nhưng mà mình không biết chắc được cái chỗ nào. Vì nó còn tùy theo gió, nó tùy theo cái mồi, cái gỗ như thế này nữa. Cho nên nói một cách khác đó, là mình phải thay đổi cái nhìn về cái nghiệp để mình thấy là cái nghiệp đó nó không phải là một cái box, một cái hộp cố định mà mình thấy là mình có thể giải thích được tất cả mọi chuyện. Vâng. À, thưa thầy, vậy là thầy vừa nói cái duyên, cái duyên nó tác động đến nghiệp duyên và nhân quả. Một lát nữa đây, thầy sẽ xin mời thầy nói thêm về cái vấn đề này. Và đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi Phải Thông Tin Thương Mại và sau đó tiếp tục với câu chuyện hương thơ với thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn quý vị.